Hãng hàng không Việt Nam Airlines cho biết 190.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 đã được hãng vận chuyển miễn phí từ Đức về Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu VN36 hạ cánh ở Nội Bài lúc 13:33 ngày 28 tháng 6. Lô kit xét nghiệm này do chính quyền và nhân dân một số bang của Đức gửi tặng chính phủ nhân dân Việt Nam. Đại diện Việt Nam Airlines thông tin chương trình kêu gọi các bang của Đức viện trợ bộ kit xét nghiệm cho Việt Nam được tổ chức hỗ trợ Đại học Thế giới World University Service WUS, đối tác lớn của Việt Nam Airlines tại Đức, phát động từ đề xuất của hãng. Bộ kit xét nghiệm có ý nghĩa thiết thực với công tác phòng chống dịch tại Việt Nam hiện nay, bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và Việt Nam đang áp dụng chiến thuật chủ động xét nghiệm, khoanh vùng, sàng lọc nhanh các trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Tiến sĩ Kambi Hawami, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới WUS chia sẻ, vận tải hàng không đóng vai trò quan trọng trong việc đưa những bộ kit này vượt qua hàng nghìn cây số từ Đức đến Việt Nam. Tôi đánh giá cao những nỗ lực của hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã giúp vận chuyển miễn phí và nhanh chóng những bộ kit này. Tôi cũng cảm ơn những đại diện của Vietnam Airlines đã đồng hành cùng WUS đề xuất ý tưởng và triển khai chiến dịch này. Tôi hy vọng những bộ kit xét nghiệm nhanh sẽ góp phần hiệu quả giúp Việt Nam ngăn ngừa và đẩy lùi đại dịch. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.